Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với video ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới đại dương bao la và tìm hiểu về những loài cá có hình thù kỳ lạ nhất hành tinh. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu nào! Loài cá đầu tiên mà chúng ta sẽ gặp gỡ là cá ếch ảo giác, một bậc thầy về ngụy trang. Loài cá này sống ở Thái Bình Dương và trông giống như một quả bóng tennis được nhúng trong sơn vậy. Cá ếch ảo giác có khả năng thay đổi màu sắc và hoa văn trên da để hòa mình vào môi trường xung quanh, giúp chúng trở thành những kẻ săn mồi đáng gờm. May mắn là chúng khá nhỏ và không gây nguy hiểm cho con người. Tiếp theo, chúng ta sẽ gặp gỡ một loài cá mà bạn chắc chắn không muốn giảm phải, cá bồ cặp. Loài cá xấu xí này được tìm thấy ở các vùng biển nhiệt đới trên khắp thế giới và có thể dài tới 36 cm. Vây của cá bồ cấp chứa nọc độc cực mạnh, có thể gây đau đớn sưng tay và thậm chí là tử vong cho con người. Nếu bạn nhìn thấy một con cá trông như vừa trải qua một ngày tồi tệ ở tiệm làm tóc, hãy tránh xa ra nhé. Hãy chuẩn bị tinh thần nào, vì đây là lúc mọi thứ trở nên kỳ quặc. Xin giới thiệu cá giọt nước, loài cá từng được bình chọn là động vật xấu xí nhất thế giới. Loài cá nhảy nhựa, giống như thạch này được tìm thấy ở vùng nước sâu ngoài khơi bờ biển Úc và Tasmania. Nhìn chúng giống như một đống bùn với khuôn mặt buồn bã vậy. Nhưng đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa bạn. Cá giọt nước thực sự là một sinh vật khá thú vị. Chúng chỉ là một khối thịt và nước di chuyển chậm chạp dọc theo đáy đại dương. Bạn đã bao giờ nhìn thấy ai đó và nghĩ khuôn mặt của bạn trông rất quen thuộc? Chà, đó có thể là trường hợp của bạn khi gặp cá đầu cừu. Loài cá kỳ lạ này được tìm thấy ở phía tây Thái Bình Dương và có phần đầu giống hệt đầu của một con cừu. Cá đầu cừu chắc chắn sẽ khiến bạn phải nhìn hai lần. Nói về những cái tên đáng sợ, hãy gặp gỡ cá mắt quỷ, loài cá độc nhất trên thế giới. Sinh vật đáng sợ này được tìm thấy ở các vùng biển ấm áp trên khắp thế giới và có nọc độc có thể gây tử vong cho con người. Cá mắt quỷ là bậc thầy ngụy trang. Nếu bạn đang bơi lội ở vùng biển ấm và nhìn thấy thứ gì đó trông giống như một tảng đá hoặc một miếng rộng biển di chuyển, hãy cẩn thận. Đó có thể là một con cá mắt quỷ đang chờ đợi để tấn công. Hãy chuẩn bị choáng ngợp bởi cá mập yêu tinh, một loài cá mập cực kỳ hiếm và kỳ lạ được tìm thấy ở vùng biển sâu trên khắp thế giới. Loài cá mập bí ẩn này được mệnh danh là hóa thạch sống vì nó đã tồn tại hơn 125 triệu năm. Với chiếc mõm dài, nhọn hoạt và hàm răng sắc nhọn như dao cao, cá mập yêu tinh giống như một thứ gì đó bước ra từ bộ phim kinh dị. Hãy tạm dừng một chút khỏi tất cả những sinh vật đáng sợ đó và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cá vẹt. Loài cá đầy màu sắc này được tìm thấy trong và xung quanh các rạn san hô nhiệt đới trên khắp thế giới. Chúng được biết đến với màu sắc rực rỡ và hoa văn phức tạp. Cá vẹt đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của các rắn san hô. Chúng ăn tao và san hô chết, giúp giữ cho rắn san hô sạch sẽ và khỏe mạnh. Đừng để cái tên đánh lừa bạn, cá răng nanh nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra nó là một sinh vật khá nhút nhát và vô hại. Loài cá nước sâu này được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới và can nhiệt đới trên khắp thế giới. Chúng được biết đến với hàm răng sắc nhọn, nhô ra. Cá răng nanh không phải là mối đe dọa đối với con người. Hãy cẩn thận với cá chiêm tinh mép trắng, loài cá có thể tạo ra dòng điện mạnh mẽ. Loài cá kỳ lạ này được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và có thể phóng ra dòng điện lên tới 50V. Cá chiêm tinh mép trắng sử dụng dòng điện của mình để làm choáng con mồi và tự vệ trước những kẻ săn mồi. Nếu bạn nhìn thấy loài cá này trong tự nhiên, tốt nhất là nên chiêm ngưỡng nó từ xa. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta có cá hàm đức, loài cá có phong cách nuôi dạy con cái độc đáo. Loài cá đầy màu sắc này được tìm thấy ở vùng biển Caribe. Chúng được biết đến với hành vi ập trung trong miệng. Cá hàm đức đức sẽ ập trung trong miệng cho đến khi chúng nộ. Trong thời gian đó, nó sẽ không ăn hoặc uống bất cứ thứ gì. Wow, chúng ta đã đến với cuối hành trình khám phá những cái loài cá kỳ dị nhất hành tinh rồi. Từ cá ếch ảo giác đến cá hàm đức, chúng ta đã chứng kiến một số sinh vật thực sự kỳ lạ và tuyệt vời. Đừng quên like video này nếu bạn thích nó và đăng ký kênh của tôi để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa.
Hãy cho tôi biết trong phần bình luận bên dưới loài cá nào bạn thấy kỳ dị nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.